Mình chỉ cần được ở với mẹ thôi. Mẹ ơi, con sắp tới với mẹ rồi. Đây hả? Lớn quá vậy. Ủa sao hôm bữa ông nói nó có 12 tuổi thôi mà. Ủa chú ơi, mẹ của con đâu rồi chú? Người này đâu phải là mẹ của con. Nè, con đừng có gấp, từ từ rồi cũng gặp mẹ của con hả? Ha? Qua đây. Nè, lớn lắm, khó làm giấy tờ, bớt đi. Bớt sao được mà bớt. Ủa chú ơi, mẹ của con đâu rồi? Chờ chú chút nghe. Qua đây. Mà nè, tôi nghe bà nói. Bà nói bớt bớt là sao? Nhưng mà nó lớn quá. Thôi được rồi, tôi bớt cho 1 triệu đó. Tè đi. Nè. Đi à. Nè, chút nữa hai người này sẽ đưa con đi gặp mẹ. Chú về trước nha. Chú, bắt nó lại. Chú, lên xe lại. Thả tôi ra. Tao biết mẹ mày lại. Em cái mẹ. Chú, chú ơi. Lên lên. Đi vô. Thả tôi ra. Lên lên mày. Thả tôi ra. Lên lên. Mày cứng đầu hả? Thả tôi ra. Leo lên lại nó. Thả tôi ra. Quá. Kêu nó vô trả tiền lại đi. Ra kêu nó vô đây. Mày coi đi nha. Thả ra. Buông ra coi. Buông ra. Vô đây đi. Hàng có mấy người rắc rối quá. Thả tiền lại đây. Thả tôi ra. Trả tiền đây. Chú đưa con về. Đi gặp mẹ con nha chú. Mày muốn chết không? Cho con gặp mẹ con đi chú. Con năn nỉ chú á. Tao sẽ cho mày biết. Mày mà còn cứng đầu, tao xử mày luôn đó, mày biết chưa? Không có chuyện đưa mày đi gặp má của mày đâu. Chú, vậy chú cho con gì gặp chú Tài đi chú. Mày có 2 sự lựa chọn. Một là đi theo 2 người này. 2 là chết. Chú ơi, chú cho con về gặp chú Tài đi chú. Chú Tài đã hứa với con rồi. Dạ chú. Ê, nè. Bắt nó lại đi con. Dắt lên. Cái thằng kia.
hả mày? Đứng lại! Sao đâu, nó chạy hướng khác rồi con à. Con bị sao vậy? Con có bị đau ở đâu không? Có bị thương không con? Sao con lại khóc? Con sợ quá phải không con? Không phải. Bây giờ con mới đi tìm mẹ của con ở đâu đây? Mẹ đang ở đâu? Con ăn đi. Thường thường á, khóc xong rồi á, là đói bụng lắm á. Dạ con cảm ơn ông, nhưng mà con ăn rồi thì ông ăn cái gì? Con ăn đi, đừng có nói nhiều. Dạ con cảm ơn ông. Là thợ làm bánh ở đây phải không ông? Sao con biết? Vậy là bánh này là ông làm luôn phải không ông? Nhưng tại sao con biết? Dạ con ngửi mùi á ông. Con nói sao? Con chỉ cần ngửi mùi là con biết hả? Dạ con ngửi mùi tốt lắm á ông. Mùi của ông với chú giống nhau lắm. Ông ơi, mấy cái thùng kia là gì vậy ông? Có phải là bơ không ông? Con ngửi thấy mùi đó luôn hả? Dạ, nó nồng lắm mà ông. Đồ ở trong thùng đó, người ta đóng chặt tới 2-3 lớp lận. Người bình thường không có thể nào biết được. Con nói với ông rồi mà, mũi của con thính lắm á. Có vẻ thính thiệt. Ông ơi, cháu ông là thợ làm bánh nổi tiếng ở đây đúng không ông? Bánh ông làm ngon quá à. Thiệt không? Cảm ơn con nghe. Ông ơi, con phải đi rồi. Hả? Đi đâu giờ này? Dạ, con phải đi kiếm mẹ của con. Một mình con đi kiếm sao? Bằng cách nào? Dạ, con phải tìm cho ra được người đàn ông có cái hình xăm trong trống trên tay á. Con phải kiếm cho ra người đó trước. Nhưng mà con chỉ là một đứa nhỏ thì làm sao được? Đó là mẹ của con mà. Con là con trai thì phải nhất quyết tìm cho ra mẹ của con mới được. Con mà không làm được thì ai làm được hả ông? Mấy người mà hứa với con á toàn là nuốt lời không à.
Con cảm ơn ông đã cứu con, còn cho con ăn bánh nữa. Bánh ông làm ngon lắm luôn á. Được rồi, cảm ơn hoài. Ông ơi, cho con hỏi cái này được không ông? Chuyện gì? Mẹ con nói á, ở trên thế gian này, ở hiền thì sẽ gặp lành, người tốt nhất định sẽ thắng. Có thiệt là như vậy không ông? Ông sống lâu hơn mẹ của con mà, nên là ông biết, đúng không ông? Thật sự trên đời này, người tốt sẽ thắng, đúng không ông? Vậy con muốn sao? Dạ, con cũng muốn giống như vậy, nhưng mà con thấy người tốt toàn không có gặp mai không à. Nhưng mà mẹ con đã nói như vậy rồi thì chắc là không có sai đâu. Đúng là như vậy đó. Chỉ cần con tin tưởng và con mong muốn thì nó sẽ đúng là như vậy đó con. Dạ, con cảm ơn ông. Mà khoan khoan, con à, tên của con là gì vậy? Dạ, tên con là Phạm Hữu Nguyện. Phạm Hữu Nguyện? Dạ, nguyện là làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình. Nguyện làm tất cả mọi việc bằng hết sức của mình? Dạ. Vậy con có ước nguyện nữa con sẽ làm nghề gì không? Cái đó thì con chưa có biết. Nhưng mà việc đầu tiên là con phải tìm được mẹ con trước cái đã. Ông muốn giữ con ở lại cũng không có được. Thôi thì ông chúc con sớm gặp lại mẹ con nghe. Dạ, con cảm ơn ông. Thưa ông con đi. Sao con dậy sớm vậy hả? Tối qua thức khuya lắm mà. Con đi đâu đây? Con cũng muốn học làm bánh. Con nói cái gì? Con muốn học làm bánh. Bây giờ con phải đi tìm mẹ ở đâu? Mẹ dặn nè, lớn rồi con không được đá dầm nữa nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Là đàn ông, mình phải thật mạnh mẽ. Cho dù con có gặp bất cứ chuyện gì cũng không được sợ. Sợ nó chỉ là một cảm giác thôi, nó không có thật, con hiểu không? Dạ, con biết rồi. Con phải thật sự mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cho mẹ.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Đúng là đồ ăn hại. Có một thằng nhóc mà cũng kiếm không ra. Trời ơi, cũng tìm suốt đêm rồi chứ bộ. Từ từ cũng tìm ra nó thôi. Nó trốn lẩn quẩn đâu đây nè. Tới đâu rồi? Kìa, nó kìa, chỉ nó. Chỉ nào? Nhanh lên. Đưa lại mày. Nhanh lên. Lại. Nó bên kia kìa. Lại chưa? Kìa. Mau lên. Đưa lại mày. Nó bị nhỏ. Đưa lại mày. Đưa lại. Đưa lại. Đưa lại. Bắt nó lại lên. Đâu? Đuổi theo nó. Nhanh lên. Đưa lại. Sao không cường? Chết tôi rồi! Mày chạy xe kiểu gì vậy mày? Ê! Con cháu dí theo cô không xong? Bây giờ nó mất tiêu luôn rồi kìa. Tại cái thằng quỷ xe đạp kìa. Tại tại cái gì? Chị Trâm đi tìm. Con nghe đi. Nhanh lên. Ê, nó bên đây nè. Để lên. Nó kìa, đi theo. Nhanh lên. Đứng lại luôn quỷ. Nó đâu mất tiêu nữa rồi. Tìm tích đi. Đâu dữ vậy nhóc? Dạ, con xin lỗi. Trên cổ tay của người đàn ông đã bắt mẹ nguyện có hình xăm chong chóng. Chú ơi, chờ con với. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Ê, thằng cháu bị đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hả? Xin lỗi chú. Chú ơi, đợi con. Chú ơi, đợi con với chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chờ con với. Chú ơi, dừng xe. Chú ơi, bắt tay, bắt tay. Dừng xe, dừng xe lại. Có thằng nhỏ chạy theo xe chú kìa ơi. Dừng lại đi. Bắt tay dừng lại, lẹ đi. Ôi, trời thực nghiệm nó quá nghe kìa. Rồi trời, nó té rồi kìa. Lẹ lẹ con. Gì vậy con? Kiếm gì vậy con? Hả? Gì vậy? Ê, ơi, trời 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 ơi, sao vậy nè, không biết nữa à. Ủa ông ơi. Hả? Mẹ bún nay được nhiêu ký vậy? Ừ, chắc chừng 20 ký hả? Cái gì có 20 ký vậy? Ngày làm 20 ký cặp đất mà ăn hả trời? Chứ nhiêu, lúc này người ta
ai cũng bán ấy hết chứ đâu phải mình đâu. Có bún chưa Thím Ban Thanh ơi? À dạ có, dạ có rồi chị Tư. Chờ chút xíu ông nhà tôi đem cho chị liền nha. Ông đem ra ngoài giùm tôi một cái. Ừ nè, rồi ông đem qua bển đi. Tỉnh rồi hả con? Ở đây là đâu? Sao có mùi gì chua chua vậy gì? À, con tỉnh rồi hả? À, đây là xưởng bún của nhà dì. À, bây giờ con hãy ở lại đây ít hôm để tình dưỡng cho nó khỏe nghe. Sao con lại phải ở đây? Con đang đi tìm mẹ của con mà. Dì ơi, dì có thấy người đàn ông mặc áo màu đen, đội nón đen, trên tay có cái hình xăm, cái hình trong trống ở trên tay, đi lên xe không dì? Áo đen. À, nhớ rồi, cái người đó là ông tài xế. Cái lúc mà lên xe, ổng có đổi áo. Vậy hả dì? À, con phải đi tìm ông đó rồi. À, nè, con cẩn thận. Con, từ từ nè. Rồi biết người ta ở đâu mà tìm hả con? Mà con tìm ông chi? Dì ơi, ông đó là người xấu. Ông bắt cóc mẹ con á gì? Nè, nghe dì nói nè. Hiện tại bây giờ á, con hãy ở lại đây với dì Thanh đi. Chừng nào con khỏe hẳn lại, vết thương con nó lành lại, rồi con hãy đi tìm mẹ con. Dì hứa, dì sẽ đi tìm mẹ phụ con. Yên tâm nha. Ha? Trời ơi là trời. Bây giờ bà có vô làm hay không? Hay là bà ở đó mà dỗ con nít? Trời đất ơi, thì bây giờ tôi đi đây nè. Làm không lo làm, suốt ngày nói chuyện tào lao không hả? Ủa ông mắc cười, tôi làm chuyện gì tào lao? Chứ không phải hả? Sao không tào lao? Tự nhiên bà đem thằng nhỏ là quắc về đây bà nuôi, lại thêm một miệng ăn nữa. Ủa chắc bà rảnh quá ha. Bà nè, tôi đang làm chuyện tích đức á, để cho sau này mình có con đó nha. Tôi nói ông nghe nè, tôi đang ngồi trên xe đò đi về á, thấy nó chạy theo xe đằng sau á, mồ hôi nó ướt nhẹp hà, rồi cái chân nó bị thương nữa. Tụi bắt cóc đang dí theo nó nữa. Tôi hỏi ông, thấy cái cảnh đó ai mà không động lòng thương, đúng không? Bà thương hả? Bà động lòng quá hả? Bà động lòng rồi bà ôm cái cục nợ gì đây? Bây giờ không có nói nhiều. Nếu nó muốn ở đây thì nó phải làm việc với tôi, với bà thì mới được ăn được ở. Ông mà mình làm phước đi, biết đâu sau này á, ơn trời sẽ phù hộ cho vợ chồng nhà mình có mụn con thì sao, đúng không ông? Mắc cười với bà quá. Tôi với bà lấy nhau mấy chục năm rồi, có bao giờ bà ối mửa cho tôi vui không? Ở đâu mà thằng này tự nhiên nó về có con. Mắc cười quá, chắc nó là thánh quá. Nè, tôi mệt ông rồi nha. Tôi cũng chạy chỗ này chỗ kia để mong kiếm tìm một đứa con vậy, chứ đâu phải tôi ngồi không đâu. Tại cái tính ích kỷ của ông đó. Cái gì? Là con nó không tới với ông đó. Nó sợ ông quá mà. Tôi còn sợ, huống chi là con. Bà, ủa thừa không hả? Bà, bà này. Nó đã chạy thoát có phải không? Dạ. Mẹ kiếp, có một thằng nhóc con mà cũng không xong. Kể từ mai nghỉ việc đi. Nè, dì có làm thêm trứng ốp la cho con á. Dạ, con cảm ơn dì. Ủa mà quên, con tên gì vậy? Dạ, con tên là Hữu Nguyện. Hữu Nguyện hả? Dạ. À, tên hay vậy. Ăn đi.
Sao vậy con? Bộ không ngon hả? Sao vậy con? Dì không phải. Sao? Dì nấu ngon giống như mẹ của con vậy á. Ngon á thì phải ăn thiệt nhiều vô cho bổ, cho khỏe, cho mau hết bệnh nha. Ăn đi con. Dạ. Con cho dì hỏi, sao cái đám người đó định bắt con vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Con chỉ biết là mấy người đó muốn bắt con đem đi bán, cho nên con cố gắng chạy thiệt nhanh để thoát. Cô Thanh ơi. Dạ. Ra lấy gạo nè. Dạ rồi, chờ một chút. Thôi, bà ở đó đi. Nguyễn. Dạ. Ra ngoài coi cân ba cái gạo kìa. Nhớ cân cho đủ chứ đếm đủ số nghe. Dạ dạ. Đi đi con. Vô. Hai ba. Lên. Ây da. Ây da. Mày làm gì vậy mày? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy Nguyễn? Vác bao gạo đi vô. Đi. Có nhiều đó làm cũng không xong nữa. Anh Di ơi, anh cho tôi hỏi cái. Chuyện gì nữa? Hình như mấy bao gạo này á, nó bị móc hay sao á. Gì? Mày nói tào lao gì vậy mày? Gạo tao giao bao giờ tao giao gạo móc hả mày? Tao làm ăn biết bao nhiêu năm rồi. Thiệt mà, em ngửi mùi nãy giờ nghe là biết rồi. Mấy bao gạo này bị móc á. Thôi mày, tao không có rảnh nói chuyện với mấy thằng con nít như mày hả? Vậy em vô kêu dì Thanh ra nói chuyện với anh nha. Trời ơi cái gì nữa đây? Chú ba, thằng nhóc này là ai vậy chú ba? Nó biết cái gì mà nó dám nói là tụi giao gạo bóc hả chú ba? Thôi được rồi, để đó chú xử lý cho. Nè, cái thằng quỷ nhỏ này biết cái gì mà nó gạo bóc. Mày đi vô mày làm bún cho tao đi. Đi. Nhưng mà rõ ràng là có mùi móc ở trong đó mà. Chú tin con đi chú. Tao đã nói với mày rồi, cái chuyện này để tao lo. Đi vô. Đi. Hả? Đạp mày cái chết bây giờ. Con. À ông gì? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Thôi, bà làm tiếp đi. Không có chuyện gì là sao? Ủa, cô lại kêu tôi ra đây có chuyện gì không vậy? Em có một ít gạo để trong kho, bán rẻ cho anh ba về làm bún nha. Trời ơi, gạo ở trong kho, gạo cũ hết rồi. Không có cũ. Trời ơi, mấy hôm trước thằng Tám nó chở gạo đi về. Ai về chạy ghe máy làm sao nước văng lên gạo ướt hết trơn hả? Mà anh biết rồi đó, nhà em neo đơn mà, đâu có ai phơi đâu, nên em để trong kho luôn. Anh ba lấy về đi, ngâm làm bún, em lấy giá rẻ rề hả? Trời, gạo đã ướt rồi thì nấu đâu có được, nó đã mốc rồi. Suối tôi đem về làm bún cho ba chửi tôi, không có được đâu. Em nói không có mốc, em bảo đảm. Bán như cho vậy đó. Anh ba mua gạo đợt này dư tiền túc túi riêng, và anh đừng cho bà biết anh lấy tiền đó đi nhậu hay là đi đâu đó với em nha. Phải hôn đó. Vậy đi.
Nguyện. Dạ. Để gì rửa, vô ăn cơm đi. Dạ, thôi được rồi. Con làm được mà. Được rồi, thôi. Ba cái chuyện rửa lu này á là để cho dì làm. Còn con á, con trai đàn ông á là làm chuyện khác. Đi vô. Dạ. Dì ơi, sao nó cũng còn mùi chua vậy dì? Thì mình làm thủ công mà con, nó phải giữ được cái mùi chứ. Chủ yếu làm bún á là do gạo. Mình lựa gạo ngon á thì bún nó mới ngon. Dì ơi. Hử? Hồi sáng á. Có con... chuyện gì? Làm gì ấp úng vậy? Dạ. Hả? Lúc nãy con đi khiêng gạo. Con ngửi được mùi mốc á dì. Mùi mốc hả? Dạ. Sao con ngửi được mùi mốc? Dạ, con cũng ngửi được nhiều mùi khác nhau nữa. Nhưng mà con ngửi được mùi mốc thiệt á dì. Thiệt vậy không con? Dạ. Trời đất ơi, vậy đâu có được. Vô đây với dì. Con lấy cây xăm giùm cho dì. Dạ. Thiệt tình luôn á. Dạ, này dì. Như vậy luôn này nè. Sao con không chịu nói gì? Dạ, tại chú ba không cho con nói á. Ui. Coi đi. Gì vậy? Gạo mốc chứ gì. Ông nghĩ sao á, nó mốc cời như vậy á mà ông nhận gì được hay ghê á. Bây giờ tôi không biết nha. Từ đây cho tới chiều ông phải đổi lại cái số gạo này cho tôi. Để chiều tôi có, tôi ngâm gạo, rồi sáng mai tôi làm bún nữa. Cái thằng quỷ nhỏ này. Nói gì vậy? Ờ, tôi có nói gì đâu. Ờ, tôi nói cái thằng đó đó. Thằng đó là thằng nào? Thì cái thằng không cha không mẹ, thứ trôi sông lạc chợ, tự nhiên ở đâu đến phá đám không à. Nè nha, ông ăn nói cẩn thận nha. Cũng nhờ thằng Nguyện á, nó phát hiện sớm số gạo mốc này. Chứ nếu không á, lỡ chưa phát hiện đi, rồi gạo đâu ngâm, lấy gì làm bún sáng mai. Nói năng vậy. Dạ. Con không phải là cái đứa không cha không mẹ. Con có mẹ đàng hoàng. Mẹ con tên là Dung. Mẹ con là một người tốt. Chú ông đừng quỳ xúc phạm tới mẹ của con. Chú ông được phép nói mẹ con như vậy. Trời trời, thằng này ở đâu? Nguyễn. Xuất hiện như ma vậy trời. Tao có nói gì mẹ mày đâu. Ủa chú ba. Trời đất, một mình chú vác bao gạo qua đây luôn hả chú ba? Trời, chứ không lẽ ai vác. Wow, chú cha, thấy lớn tuổi vậy mà cơ bắp còn ngon lành ha. Bắp đi. Ui trời. Đó, cái tay này nữa nè. Ui, còn ngon lắm à. Thôi, có giỡn nữa hả? Đi giao hàng nè. Ủa, trời ơi, lại đó hả lại. Trời ơi, trưa nắng chang chang mà tưởng đâu mặt trời giáng thế chứ. Trời, đi đâu mà đẹp dữ thằng ôm vậy trời. Tám, qua nhà ông Sáu Quyết thu tiền giùm lại nghe. Hôm qua ông còn thiếu lại em 500.000 á. Ủa anh ba, qua đây có gì không? Lại, cho tôi trả lại mấy bao gạo nha. Anh có đọc được chữ không anh ba? Thôi, lại, anh là khách mối của em mà. Gạo bị vằn móc hết trơn rồi, bà la dữ quá. Mối lái gì cũng vậy hết á. Lại bán gạo ở đây rất là nguyên tắc. Lại, bây giờ lại đổi lại cho anh đi. Anh chỉ, anh lấy lại phân nửa tiền thôi ha. Chứ bây giờ, cái lấy cái đống gạo móc này về á. Trời ơi, tôi với bà gây lộn chắc cháy nhà quá đó Lại ơi. Thôi được rồi, nhưng mà lần này thôi nghe. Người gì mà sợ dở hơn sợ cọp nữa. Chà, không phải anh sợ đâu. Tại vì anh ghét bà, cái tật bà hay lèm bèm. Bà đâu có được như Lại. Lại nói ở đâu, dứt khoát ở đó hả? Anh chịu Lại ở nha. Thiệt là mất công hết sức à. Khi giao tôi đã nói trước rồi, bây giờ xin đổi xin trả là làm sao?
chịu thêm cuốc ba gác cho ông Tám á nghe. Trời. Thì chịu vậy chứ sao. Trời, mất tôi chầu nhậu. Trả tiền gạo chú Sáu ơi. Sáu ơi, trả tiền gạo Sáu Quyết ơi. Sáu Quyết ơi, trả tiền gạo chú Sáu Quyết ơi. Chú Sáu Quyết ơi. Trả tiền gạo đi. Thằng Quyết, mày la cái gì dữ vậy? Hả? Mày lấy tiền gạo mà mày la lớn dữ vậy hả? La lên cho cả xóm người ta nghe luôn à. Con sợ chú không nghe mà. Không nghe gì. Mai mốt qua lấy. Mày chỉ cần làm ơn nhắn cho tao một tin nhắn thôi biết không? Mày qua mày đứng trước cửa mày ho mấy cái là tao biết rồi biết không? Dạ. Ho sợ người ta tưởng con ho lao nữa. Không. Mày tào lao không nè. Dạ. Em Lai lúc này sao rồi? Em Lai hả? Em khỏe lắm mà hình như hồi nãy mới chửi ông ba một trận á. Vì cái tội mua gạo xong rồi đổi đó. Trời ơi, ông quê một cục luôn nha. Cha sợ vợ lắm mà coi bộ á. Ông ba quan này sợ vợ dữ ha. Ê, cái cha nó sợ vợ lắm. Con đi à. Chứ con đứng đây một hồi con thành bà Tám chứ không phải thằng Tám nữa đó. Ê, cái này ông bà mình gọi là yếu mà ra gió. Vậy chắc chú mạnh đó. Nguyên, dì xin lỗi, con đừng có buồn ổng. Cái miệng ông nói vậy thôi chứ cái bụng ông tốt lắm nghe Nguyện ha. Con có thể làm bất cứ chuyện gì, con khổ con cũng không sợ, con chỉ không muốn người khác xúc phạm tới mẹ của con thôi. Thôi được rồi, dì hứa kể từ bây giờ á sẽ không ai được nói gì xúc phạm tới mẹ con nữa ha. Nha. Dạ, con cũng cố gắng sớm tìm ra mẹ của con. Dì tin, dì tin là con sẽ tìm được mẹ con mà. Thôi Quang, đi về làm phụ dì tiếp nhé không. Nha. Dạ. Nha. Dì ơi. Sao nó được gọi là cộng bún vậy dì? Con muốn nghe sự tích về cộng bún không? Dạ có, con muốn nghe. Lại đây. Qua đây. Trái tra con. Dạ. Chuyện nó là như vậy. Ngày xưa ở một làng nọ có một cô gái tên là Bún, cổ siêng năng chăm chỉ làm việc lắm, dân làng á ai cũng thương cổ hết á. Rồi trong khi mọi người á đều trồng lúa nè, gặt lúa nè, còn cổ á thì cổ lấy gạo xay và ép thành bún như vậy nè. Rồi tới một năm đó, cái trong làng á bị mất mùa, cái một số người á lại ghen ghét với cổ á, lại nói là chính vì cổ á đã lấy hạt ngọc trời nè sai ép ra thành nước như vậy cho nên trời mới quở phạt cả làng. Rồi cuối cùng á cả làng đuổi cô Bún đi. Một số người thương cổ á lại cử thêm 5 người để đi cùng với cô Bún để giác đồ phụ cổ. Rồi họ cứ đi hoài về phía đông và cuối cùng dừng lại và lập nghiệp ở làng Dân Cù. Trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố thì cô Bún á vẫn giữ được cái nghề truyền thống của mình và truyền lại cho con cháu ngày sau là nghề làm bún của mình nè. Con có từng nghe người ta nói là mềm như bún không? Dạ có, con biết. Mềm và dẻo dai là tượng trưng cho người phụ nữ bền bỉ mà trong trắng nữa. Giống như trong tất cả mọi chuyện làm của mình, mọi việc á là phải mềm dẻo mà xử lý nó, chứ không phải lúc nào á cũng xử lý bằng nắm đấm đâu. Con hiểu không?
Hình như nguyện của mẹ đã lớn rồi thì phải. Mẹ không ngờ con biết nói những lời này. Con nghĩ được như vậy là rất tốt. Sống mà biết nghĩ đến người khác thì dù có bị người ta coi thường hay cả thế giới này chống đối thì mọi thứ cũng sẽ thuộc về con. Trong cuộc sống này, người tốt bụng và nhân từ chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bữa nay ngon lành rồi đó cô ba. Ê Tám. Dạ. Con qua sự bún nhà cô á, phụ việc giùm cho cô nha. Cô trả lương hậu hĩnh cho mày. Dạ cái chuyện này thì cẩn thận con. Dạ chắc không được đâu cô ba ơi. Sao vậy? Cô ba biết con mà, con đâu có ăn học gì đâu. Với lại con không có khéo tay nữa. Với con làm cho chị Lài cũng lâu rồi, cô ba thông cảm nha. Cẩn thận con. Dạ cô ba thông cảm cho không con nha. Sao thì bay cứ mần ở bên kia đi, khi nào bay rảnh á thì bay qua đây phụ việc với cô. Tại vì á cô thấy bay siêng năng, muốn kiếm thêm thu nhập cho bay đó mà. Dạ con cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng mà con làm cho chị Lài cũng lâu, với lại chị Lài cũng thương con lắm, nên chắc không được đâu cô ba ơi. Thông cảm cho con nha cô ba. Thôi ạ, cảm ơn con nha. Làm tiếp đi. Dạ. Dạ, con chào cô. À, chào con, chờ cô chút nha, cô đang dở tay cái. Dạ cô, có cần con phụ việc gì không cô? Con xách cái này qua bên kia giùm cô. Dạ. Ủa, con trai, con là ai vậy? Dạ, con tên là Trực. À. Con nghe nói bên xưởng bún của cô cần người phụ, cho nên con qua xin cô cho con làm. Vậy là có ai giới thiệu con qua đây đúng không? Dạ, tại con thấy xưởng bún của cô đông khách quá, con nghĩ là cô cần người làm, cho nên con qua xin cô làm thôi, chứ không có ai giới thiệu con hết á. Nhưng mà từ đó tới giờ á, con đã làm bún qua bao giờ chưa? Dạ con... thôi để từ từ. À ông! Gì? Mai quá ông về đi nè. Ai đây? Có cậu này tới xin bằng việc, ông coi coi được không? Dạ con chào chú. Tướng ta thì coi được đó, nhưng mà không biết làm nặng được hay không nha. Dạ chuyện gì con cũng làm được hết á chú, miễn sao có cơm ăn mỗi ngày, với lại có tiền gửi về quê cho ba má con là được rồi. Cơm thì ở đây khỏi lo, có gì ăn bún trừ cơm, không có đói đâu sợ. Cái ông này cà rỡn. Dạ. Chú bà vui tính quá. Nè cô thấy bay được đó nha, cô á là cô chịu là cái chuyện mà là phải tôn trọng ba mẹ nè với lại gia đình ở quê. Dạ chứ nói thiệt á, thanh niên bây giờ á hư quá ông, cái gì á mà đi chơi bời nè, rồi cờ bạc rượu chè, cô không có thích ha. Bây giờ bay cứ ở lại đây bay mần đi ha. Ở đây có thằng Nguyện nữa, rồi hai anh em á mần á có với nhau cũng vui ha.
Dạ. Bà cứ tối ngày nhắc là nguyện nguyện hoài. Ông này vô duyên quá. Ủa mà Nguyện đang ở đâu vậy cô? Nó đi giao bún rồi nó chưa về. Thôi dạ. Con xách đồ vô để trong đi rồi ra phụ cô ha. Dạ. Con quên dạ. Nữa mà cái này cô nói mít lòng trước được lòng sau nghe. Coi như bay ở đây làm là cô bao ăn bao ở, rồi mỗi tháng cô gửi bay 3 triệu tiền lương ha. Rồi dạ. Bay muốn chi xài hay là gửi với ba mẹ là tùy bay ha. Dạ cảm ơn cô. Tao đây. Bữa đây nè. Nè. Trời ơi, tao nè. Chú qua đây giờ này làm gì vậy chú Sáu? Tình hình ở trong đó làm sao rồi? Dạ, chuyện làm bún ở bên đây thì y chang như bên mình. Từ công đoạn, dây chuyền, cách ngâm gạo, ủ gạo y chang như vậy Không khác gì trơn á. Trời ơi, tao đâu có hỏi mày cái chuyện đó. Chứ chú hỏi chuyện gì? Tao hỏi mày cái chuyện tao hỏi mày cái chuyện chuyện khác biệt giữa mình với nó đó, hiểu không? Khác biệt đúng rồi, khác biệt là ở chỗ thằng nhóc á. Nhóc khác biệt làm sao? Nó là trợ thủ đắc lực của ông Ba Quang, nhưng mà nó còn nhỏ mà. Nhưng nó nhỏ mà có võ đó chú, nó giỏi lắm mà nó có nhiều tài nữa. Nó ngửi được mùi gạo, nó còn ngửi được mùi men, mùi võ rất là chính xác luôn đó. Bởi vậy ở đây những cọng bún làm ra dù làm bằng thủ công nhưng mà chất lượng y chang như làm công nghiệp luôn đó. Dạ dạ. Vô đi. Vô đi mà vô đi ha. Dạ chú về đi nha. Anh em cái này ra ngoài phơi giùm em đi anh Trực. Chờ anh chút. Cảm ơn anh. Ê Nguyện, bữa nay con về sớm sớm nha. Dì có nấu món canh chua cá lóc với là bông súng cho con ăn đó. Dạ, con cảm ơn dì. Dì ơi. Sao con? Hôm trước con đi ngang qua cái khu nhà của ông dì á. Ông xấu quý gì á dì. Xong khi ông không cho con vào nữa à. Cái gì? Ủa sao con? Sao kỳ á, không cho vào là sao con? Con cũng không biết nữa. Ông nói ở bển là khu vực của ổng, ông không cho vào nữa. Ông nói luật ở đây là như vậy á. Phải vậy không vậy gì? Cái gì? Luật hả? Luật có ông nội ổng hả? Đồ thứ gì già mà vẫn còn ngang ngược. Mày đi theo tao qua bển ha. Tao hỏi mà không ra lẽ là không yên với tao đâu. Tưởng già về mà dễ ăn hiếp hả? Đi. Thôi ông, đi đâu vậy? Để chuyện đó tôi lo cho. Mày biết cái gì mà lo? Năn nỉ ông luôn á. Bây giờ ông ở nhà đi. Trời ơi, ông qua bển á, xong rồi chửi lộn rồi đánh lộn nữa. Một câu nhịn chín câu lành giùm tôi. Ở nhà đã đơn chiếc rồi. Rủi á, ông đã lộn đã lạo có gì rồi á. Sao tôi sống nổi? Sao tôi mệt bà quá. Nói ra toàn là chuột ẻo không à. Dạ.
Dạ, dạ từ từ. Lấy 1 ký thôi. Dạ chị lấy ký ha. Dạ, dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Ủa tôi 1 ký hả cô? Dạ ký ha chị. Dạ 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 dạ. Dạ dạ con biết rồi. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Cô ơi. Ờ trời, bưng dùm cái sàn qua đây dùm cô đi. Cảm ơn con. Cô ơi. Ủa con ăn sáng chưa? Dạ con. Gì vậy? Con có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Dạ mẹ con ở dưới quê mới điện lên báo mẹ con đang bị bệnh nặng, cho nên con muốn xin cô cho con về quê. Mẹ ơi, mẹ bệnh phải nói với cô liền chứ, có gì đâu mà sợ. Thôi đi về đi nha. À khoan chờ con chút, để cô vô cô lấy tiền lương gửi cho con ha. Chờ con chút. Ủa sao tự nhiên anh về vậy? Mẹ anh đang bị bệnh nặng nên phải về quê thăm mẹ. Rồi anh có quay lại đây làm nữa không? Chắc chắn là anh sẽ lên, nhưng không biết lúc nào. Anh nhớ nha. Ừ. Nè con. Ê dạ. Nè. Nè, đây là tiền lương tháng của con cầm đi. Nè. Còn phần này á là cô gửi gì cho mẹ con. Nói với mẹ con á là cô chúc mẹ con mau hết bệnh nha. Nè. Cầm đi đừng có ngại ha. Con cảm ơn cô. Không có gì. Con về nghe cô. Ừ. Anh đi nha. Anh có sao không? Cái thằng này, bộ mày không có con mắt hả mày? Mày không nhìn thấy tao hả mày? Hên là tao không gãy tay á. Anh thông cảm đi. Anh có sao không? Không. Nguyễn ơi, lẹ đi con. Dạ, dạ. Chị coi có giàu không? Xúc cho người ta đi. Đường đẹp, đường đẹp. Đẹp. Đây, đây, đây. Mặt chó cho người ta đi. Chắc con chó quá. Cậu đó. Ủa làm nhanh 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 nhanh. Trong cái nhà cửa có đầu nữa. Người xỉu nè. Đi. 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 Chuyện gì vậy mấy bà? Chú. Dừng xe lại đi chú. Đánh chở người ta đi nha. Nhanh đi. Đỡ đi nhẹ nhẹ thôi. Coi chừng cái chân của bà. Ngoài đi chung không? Có tôi đi nè. Đi nha. Rồi đi nhanh 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 đi. Con ta xỉu rồi kìa. Dạ dạ dạ. Rồi đi theo đi. Cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Bà bị đau bụng. Trúng thật. Trời ơi cái mặt mày của bà sao là xanh lét hả? Cũng may là phát hiện kịp á, đưa đi cấp cứu rồi. Tao nghe nói là mấy bữa nay trúng thật là do ăn bún bên mày đó. Dạ con cảm ơn cô. Trả bún này nè. Dạ. Trả lại cho tôi đi. Trả lại lên. Sao mẹ vậy? Nè tôi nữa nè. Thích của tôi ăn bị đau bụng đó mà. Trả tiền lại cho tôi đi. Tôi đúng rồi. Đừng từ từ nói. Cái gì từ từ nói. Trả tiền lại cho tôi đi. Cho tôi đó. Kêu công an bắt hết cái nhà này đây. Đúng rồi kêu công an đi. Nói nhiều gì nữa. Có chuyện gì vậy cô? Có chuyện gì hả? Mày bán bún cho tao. Khách hàng ăn vô chúng thật. Có lộn không vậy? Trả tiền lại đi, nói là kêu công an đi, không nói nhiều nữa. Trả tiền lại đi. Trả lên lên, trả đây. Rồi bây giờ mới trả không? Có phải là tại bún của tôi không? Tại bún của bà chứ tại ai nữa? Có lộn gì nữa? Bà chị ơi, xin mọi người bình tĩnh. Công an xuống tới kìa, giải quyết đi. Dạ, dạ chào các cậu. Chúng tôi nghe nói có người ăn bún do xưởng bà sản xuất bị trúng thực. Bây giờ hãy cho chúng tôi lấy mẫu về thử. Nên cơ sở của mình tạm thời ngừng hoạt động, chờ kết quả xét nghiệm của chúng tôi. Các anh làm việc. Dạ. Ôi, phải gì không? Sao kỳ vậy ta? Tại sao trong nhà mình lại có quá chất ta? Ông làm ơn đứng yên hoặc ngồi xuống đó giùm tôi một cái đi. Đi tới lui hoài trong mặt quá. Tôi hỏi bà nè,
làm sao mà đứng yên cho được. Bây giờ đi ra ngoài đường á, ai cũng nhìn với cái vẻ khinh thường vô mặt mình. Bà có biết không? Cái này lỗi á là do cái xưởng bún nhà mình. Ông làm ơn, ông im lại cho tôi suy nghĩ chút coi. Thiệt tình. Chiến này tôi coi ông còn ngóc đầu là được hay không. Hôm nay coi bộ ông có chuyện gì vui vậy? Trời ơi, còn vui dài dài nữa. Nè, ngày mai bà kêu sắp nhỏ làm bún gấp đôi cho tôi đi nha. À, chi vậy? Để ông ăn hả? À, bậy bạ bán chứ ăn gì. Miệng ăn mắm mà muối. Ngon rồi. Chị Liễu, cho tôi hỏi thăm cái à, hôm bữa mấy người ăn bị đau bụng đó, họ có nói gì không chị? Trời ơi, ở đó mà nói cái gì? Người ta chửi quá trời kìa. Ừ, rồi ạ, mấy bữa rày á, chị lấy bún đâu chị bán vậy? Ờ, thì lấy bên xưởng của ông Sáu Quyết chứ đâu. À, cảm ơn chị nha. Tôi về, đi con. Dạ thưa cô, con đi. Dạ, anh Sáu. Dạ, chào anh Sáu. Anh đi giao bún hả? Ờ, giao bún. Sao không để sắp nhỏ nhà đi giao, anh đi giao chi cho cực vậy? Trời ơi, tụi nhỏ đứa nào cũng bận ấy. Lúc này nhiều mối lắm, mình phải đi giao thôi. Dạ, thôi mình về đi con. Dạ. Ờ, này nè, cái thằng nhỏ này nè, là phải nghĩ tới tương lai của nó nghe không? Cho nó qua bên tôi làm đi, tương lai của nó còn đi lên. Ở bên đó hoài có ngày cạp đất ăn. Con nè, con nè, lúc mình khó khăn á thì đừng có chú ý lời của thiên hạ, chỉ cần mình làm việc có trách nhiệm và bằng lương tâm của mình là được, nhớ không? Dạ. Về. Dạ, chào anh Sáu tôi về. Rồi sao rồi? Ở bên an toàn thực phẩm họ đã kiểm tra sao vậy? Người ta nói á, phát hiện trong bún của mình có chất chốc mốc. Rồi bột quỳnh quang dị trỏng nữa. Trời ơi là trời, với số tiền 80 triệu đảo đâu ra mà đóng phạt đây? Đã vậy rồi còn lo tiền cho bệnh viện nữa hả? Bây giờ giàu có bán nhà cũng phải lo trả cho người ta chứ sao giờ. Trời ơi, vậy là chết rồi. Dì ơi, bộ không còn cách nào khác nữa hả dì? Thua rồi con. Cái này là người ta phát hiện từ bún của xưởng mình làm ra mà. Có cách nào cãi đâu. Mà cũng không có cách nào lo nữa. Mà trừ khi mình phải tìm ra được người nào mà bỏ thuốc vô trong xưởng bún của mình thì qua mai mà gỡ được. Tìm cái gì mà tìm? Ở trong xưởng bún mình toàn là người nhà không hả? Đâu có ai lạ đâu mà vô đây mà bỏ quá chất. Thì bởi vậy. Trời ơi, sao mà xui vậy?
Ê, mày làm gì vậy? Bộ thất tình hả? Làm gì cái mặt như đưa đám vậy? Ê, đang bực bội gì đúng không? Mày thấy màu cá không? Lại nó đấm đi. Mày đấm thật mạnh vô, tao bảo đảm với mày, mọi chuyện ưu phiền đều tan biến hết. Đi, nhảy lên. Lên lên. Mạnh lên. Mạnh nữa. Dùng hết sức lên. Là bún của dì Thanh đang gặp rắc rối, vậy mà em không có giúp được cái gì hết trơn á. Cảm giác cứ khó chịu sao sao á. Cái chuyện đó thì chuyện của người lớn mà, cứ để cho người lớn người ta giải quyết đi. Mày còn nhỏ, mày giúp cô Thanh như vậy á là tốt lắm rồi, hiểu không? Tao tin là cô Thanh làm ăn đàng hoàng thì sẽ được trời Phật thương thôi. Nè, cái bài quyền hôm bữa tao chỉ mày đó, mày còn nhớ không? Bây giờ ra giật vài đường quyền cho tao coi. Ê, ê, bộ mày chưa ăn cơm hả? Là cái gì mà yếu xìu vậy? Dùng sức lên. Dạ. Ê, quên bài à? Còn nhiều đó mà cũng quên nữa. Nhìn tao ra. Nhớ chưa? Làm lại đi. Ê, mấy bữa nay là bún kỹ, sao mày không rủ thằng Trực qua chơi? Dạ, anh nói có công chuyện cho nên về quê rồi. Lò bún đang có chuyện mà nó về quê lúc này, đúng lúc quá ha.